Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu tiếp xúc đối thoại trực tiếp với nhân dân huyện Quảng Điền, xử lý những phản ánh kiến nghị của người dân. Phổ điểm các môn thi Trung học phổ thông quốc gia 2019 năm nay cao hơn năm 2018 và những tác động đến công tác tuyển sinh của Đại học Huế, nội dung trao đổi giữa phóng viên Huế Ngày Mới và lãnh đạo Đại học Huế. Festival Huế lần thứ 11 đánh dấu tròn 20 năm, Thừa Thiên Huế tổ chức sự kiện văn hóa du lịch mang tầm quốc gia và quốc tế, diễn ra sớm hơn từ ngày 1 đến ngày 6 tháng 4 năm 2020 với nhiều điểm mới. Kính chào quý khán giả đã luôn đồng hành cùng chương trình Huế Ngày Mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế và khung giờ quen thuộc 6 giờ sáng hàng ngày. Cùng với những tin chính qua phần điểm tin vừa rồi, chương trình sáng nay thứ 5 ngày 18 tháng 7 cũng sẽ có nhiều thông tin đáng chú ý khác. Nội dung chi tiết của chương trình sẽ đến ngay sau đây. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện lịch tiếp dân định kỳ của người đứng đầu cấp ủy địa phương, ngày hôm qua, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lê Trường Lưu đã có buổi tiếp xúc đối thoại trực tiếp với nhân dân huyện Quảng Điền, xử lý những phản ánh kiến nghị của người dân. Tại buổi tiếp dân, nhân dân đã đưa ra nhiều ý kiến kiến nghị liên quan đến việc giải quyết đất đai, việc giải quyết chế độ chính sách cho người có công cách mạng chưa được thỏa đáng, có một số tham gia hoạt động cách mạng từ năm 1967 đến năm 1972 nhưng chưa được công nhận. Đồng thời, nhân dân và cán bộ xã Quảng Phước kiến nghị lên Bí thư Tỉnh ủy về những quy định theo Nghị định 34 của Chính phủ về bố trí cán bộ công chức, nhất là đối với những cán bộ theo đề án 500 sẽ hết hiệu lực vào năm 2020. Bên cạnh đó, tỉnh cần quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng cho các vùng giãn dân tại địa phương để tạo thuận lợi cho nhân dân trong sinh hoạt, giao thông đi lại. Trên cơ sở các ý kiến, đơn kiến nghị của người dân, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu ghi nhận kiến nghị của cử tri, trả lời trực tiếp với công dân, đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan giải quyết, xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Đối với những nội dung chưa rõ, chưa đầy đủ căn cứ để kết luận, Bí thư Tỉnh ủy giao trách nhiệm cho các cơ quan có thẩm quyền xác minh, làm rõ để trả lời công dân. Ngày hôm qua, Ban Thường vụ Thành đoàn Huế tổ chức Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Huế lần thứ 7, nhiệm kỳ 2019-2024. Nhiệm kỳ vừa qua, phong trào Tôi yêu Tổ quốc tôi đã được cả cấp bộ hội triển khai sâu rộng gắn với thực hiện nghị quyết của Đảng, đoàn hội, thúc đẩy các phong trào thi đua của thanh niên như thanh niên ra quân bảo vệ môi trường, thanh niên khởi nghiệp, thanh niên xung phong bảo vệ Tổ quốc. Trong nhiệm kỳ qua, hội đã phối hợp đào tạo nghề cho trên 7.300 hội viên, tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho gần 27.500 lao động, xây dựng 15 nhà nhân ái trị giá 600 triệu đồng, vận động tham gia hiến máu tình nguyện, thu được hơn 11.600 đơn vị máu. Trong 5 năm, đã tổ chức trao sổ tiết kiệm tặng quà cho 1.850 hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị 350 triệu đồng. Công tác xây dựng tổ chức hội và tập hợp thanh niên cũng được chú trọng và thực hiện có hiệu quả. Hiện nay, toàn thành phố có trên 18.000 hội viên. Trong năm 2019, đã phát triển mới được hơn 2.500 hội viên. Nhiệm kỳ 2019-2024, hội tập trung nâng cao chất lượng hội viên, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên. Xây dựng lớp thanh niên thành phố Huế có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, có kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ, quyết tâm góp sức trẻ xây dựng thành phố Huế theo hướng di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường. Dịp này, hội cũng ra mắt Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố khóa 7, nhiệm kỳ mới. Tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, Chi hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Đại hội toàn thể hội viên lần thứ 5, nhiệm kỳ 2019-2024. Nhiệm kỳ vừa qua, Chi hội đã tích cực đẩy mạnh hoạt động sáng tác và triển lãm, trong đó tổ chức nhiều hoạt động nhiếp ảnh dưới nhiều hình thức đa dạng như tổ chức các trại tập huấn nghiệp vụ nhiếp ảnh, các trại sáng tác thực tế tại vùng sâu vùng xa, tổ chức nhiều buổi trao đổi về chuyên môn nghiệp vụ nhiếp ảnh. Nhờ đó, ngày càng có nhiều tác phẩm nhiếp ảnh nghệ thuật của thành viên chi hội có chất lượng và đạt được các giải cao tại các cuộc thi trong và ngoài nước, trong đó có 20 giải thưởng quốc tế, 5 giải thưởng cấp quốc gia và hàng chục giải thưởng khác. Hướng để xây dựng tập thể chi hội đoàn kết vững mạnh, nhiệm kỳ 2019-2024, hội tiếp tục đẩy mạnh chất lượng sáng tác và triển lãm ảnh, phấn đấu ngày càng có thêm nhiều tác phẩm nhiếp ảnh có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao. Trên cơ sở đó, chi hội tiếp tục đề xuất mở nhiều trại sáng tác, lớp bồi dưỡng nghiệp vụ và lý luận để nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực sáng tạo cho hội viên. Chiều qua, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động của ngành 6 tháng năm 2019 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Theo đó, bên cạnh tăng cường quản lý nhà nước về cả hoạt động văn hóa thể thao, ngành sẽ tiếp tục triển khai các đề án quy hoạch đã được phê duyệt và tập trung xây dựng hoàn chỉnh dự thảo các nghị quyết đề án trên Hội đồng Nhân dân.
Một trong những nghị quyết và quyết định đáng chú ý là đề án tu bổ, tôn tạo và bảo quản di tích nằm ngoài quần thể di tích cố đô Huế, đề án nâng cao chất lượng ca Huế phục vụ du lịch. Đối với các đề án quy hoạch đã được phê duyệt, từ đây đến cuối năm, ngành sẽ tiếp tục thực hiện đề án không gian văn hóa nghệ thuật trung tâm thành phố Huế, đề án phát triển mỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Ở lĩnh vực thể thao là đề án phát triển thể thao thành tích cao, định hướng đến năm 2020. Ổn định tổ chức bộ máy cũng là nhiệm vụ quan trọng của ngành khi tiếp tục việc hợp nhất, sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp theo chủ trương của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Những tháng đầu năm 2019, hoạt động trong điều kiện tổ chức bộ máy ít nhiều có sự biến động khi một số địa phương thực hiện hợp nhất, sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp, nhưng toàn ngành đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực. Một số khó khăn phát sinh sau khi sáp nhập, vướng mắc trong quá trình triển khai phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư theo quyết định 22/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Tình trạng xuống cấp của nhiều di tích lịch sử văn hóa, kinh phí đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, công tác quản lý dịch vụ karaoke di động, v.v. cũng được nhiều đại biểu chia sẻ tại hội nghị, cùng những kiến nghị đề xuất để tháo gỡ vướng mắc nhằm thực hiện nhiệm vụ tốt hơn trong thời gian tới. Chuyển sang những thông tin giáo dục. Đại học Huế vừa tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa đơn vị và công ty cổ phần giải pháp và ứng dụng công nghệ 3S. Tham dự lễ có ông Phan Thiên Đình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Theo thỏa thuận hợp tác được ký kết trong vòng 6 năm, hai bên sẽ phối hợp đào tạo sinh viên các ngành công nghệ thông tin, sư phạm tin học đạt chuẩn và đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của công ty 3S cũng như các doanh nghiệp chất lượng cao trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Phối hợp tổ chức cả khóa đào tạo và hỗ trợ kinh phí chuyển đổi ngạn hàng và văn bằng 2 ngành công nghệ thông tin cho sinh viên Đại học Huế. Về phía công ty cổ phần phần mềm quốc tế 3S cũng sẽ tạo điều kiện cho sinh viên Đại học Huế có nhu cầu thực tập thực tế tại các cơ sở của 3S, ưu tiên tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp công nghệ thông tin của Đại học Huế đủ điều kiện vào làm việc tại công ty với mức thu nhập từ 7 triệu một tháng, với số lượng từ 100 đến 300 sinh viên một năm theo từng giai đoạn. Song song với đó, hai bên sẽ phối hợp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành và số hóa các hoạt động của Đại học Huế, tổ chức cả buổi hội thảo công nghệ cho sinh viên và thành lập quỹ học bổng 3S tại Đại học Huế với trị giá 20 triệu đồng một năm dành cho các sinh viên xuất sắc. Việc liên kết hợp tác đào tạo với các doanh nghiệp là bước đi được Đại học Huế đẩy mạnh trong thời gian gần đây, góp phần mang đến cho sinh viên Đại học Huế những nền tảng tốt, mở ra bước ngoặt và là dãy thông hành, tạo lợi thế cạnh tranh, giúp sinh viên ngay sau khi tốt nghiệp dễ dàng ứng tuyển, đảm nhận các vị trí quan trọng tại các doanh nghiệp chuyên về công nghệ thông tin. Thưa quý vị, sau khi công bố điểm thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2019 vào ngày 14 tháng 7, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã công bố phân tích phổ điểm thi trên cả nước. Theo đó, điểm trung bình các môn thi năm nay hầu hết đều cao hơn năm 2018. Với phổ điểm này, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào hay còn gọi là điểm sàn và điểm chuẩn của các trường thành viên Đại học Huế trong kỳ tuyển sinh năm nay sẽ có những biến động ra sao? Để rõ hơn về vấn đề này, phóng viên Huế Ngày Mới đã có cuộc trao đổi với ông Huỳnh Văn Chương, Phó Giám đốc Đại học Huế. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa ông, với việc Bộ vừa công bố về phổ điểm năm nay thì ông có nhận định như thế nào ạ? Ngày 14 tháng 7 thì Bộ đã công bố cái phổ điểm và cái kết quả thi Trung học Phổ thông Quốc gia của cả nước. Thì nhìn chung năm nay thì phổ điểm có nhích hơn. Thông thường thì các phổ điểm, ta nhìn phổ điểm mà cái đỉnh cao của nó mà điểm 5 nghiêng về phía hướng về lớn hơn ấy, tức là 6, 7, 8, 9, 10 thì đó là phổ điểm tốt nhất cho thi tuyển sinh đại học, xét vào đại học. Còn nếu phổ điểm mà từ 5 mà nghiêng về phía 1, 2, 4 thì nó không tốt lắm. Thì nhìn chung năm nay thì phổ điểm chỉ có ngoại ngữ là thấp. Tuy nhiên các mặt bằng chung thấp thì nó cũng nằm dao động từ 4 đến 5 đến 6, cũng là tiến tỷ lệ khá cao, gần 45%. Và như vậy thì cái việc mà xét đầu vào cho ngoại ngữ cũng cơ bản là đạt yêu cầu. Tuy nhiên nhìn chung tổng thể thì các vấn đề về ngoại ngữ cũng là vấn đề ta cần tiếp tục bàn. Mặc dù Bộ có đề án, Chính phủ có đề án về 2020 và nhà nước tập trung rất nhiều cho ngoại ngữ, nhưng mà nhìn chung phổ điểm năm nay ngoại ngữ cũng là cái vấn đề bộc lộ, cần phải tiếp tục phải nghiên cứu và có những đề xuất giải pháp cụ thể hơn. Với phổ điểm như vậy thì ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào hay còn gọi là điểm sàn của Đại học Huế cũng như là điểm chuẩn của các trường thành viên, nó liệu có phải biến động nào so với năm trước không thưa ông? Hiện nay thì Đại học Huế đang bắt đầu nghiên cứu cho các trường thành viên và đơn vị trực thuộc là nghiên cứu về cái phổ điểm để làm thế nào quyết định được cái điểm chuẩn đầu vào để xét tuyển đấy. Thế thì cái điểm chuẩn đầu vào hiện nay thì trừ sư phạm với lại khối sức khỏe thì chúng tôi sẽ họp vào ngày 20 tháng 7 này tại Bộ để quyết định. Thế còn tất cả ngày còn lại thì Đại học Huế tự chủ quyết định điểm chuẩn đầu vào. Thì nhìn chúng tôi dự báo là cái nhóm về ngoại ngữ, thứ hai là luật,
thứ ba đó là du lịch và một số ngành kinh tế, thì khả năng cái ngưỡng điểm sàn nó sẽ nhích hơn, tức là ngưỡng đảm bảo chất lượng sẽ nhích hơn 1-2 điểm. Thế còn là cái khối còn lại đó là sư phạm, nông lâm, khoa học và các cái nhóm ngành khác thì cơ bản có thể là cũng khoảng từ 14-16, còn nhóm ngành mà khá hơn thì khoảng là 16-18. Thì như vậy thí sinh cũng yên tâm, đang chờ đến ngày 10 chiều 19 tháng 7 này thì Đại học Huế sẽ công bố cái điểm sàn, tức là ngưỡng đảm bảo chất lượng. Từ kết quả này thì ông có thể chia sẻ với thí sinh những cái điều cần chú ý khi mà các em quyết định có nên thay đổi nguyện vọng của mình hay không ạ? Vâng, hiện nay thì các em cũng rất là nôn nóng để xem những cái điểm sàn các trường đại học của Đại học Huế cũng như cả nước. Thì với tinh thần kinh nghiệm tuyển sinh nhiều năm thì chúng tôi khuyên các em là phải cân nhắc rất kỹ, và đặc biệt là ưu tiên cho cái nguyện vọng một là nguyện vọng mà các em sẽ quyết định cái việc trúng tuyển. Bởi vì thông thường khi đã trúng nguyện vọng một thì các em không vào được các nguyện vọng tiếp theo. Do vậy các em phải cân nhắc điểm sàn là một, phổ điểm và kinh nghiệm là cái điểm chuẩn các năm để các em quyết định đăng ký nguyện một. Mà nếu có điều chỉnh là điều chỉnh nguyện một, còn các cái nguyện vọng còn lại điều chỉnh nó không ảnh hưởng nhiều đến cái tuyển sinh đầu vào nhiều. Và thứ hai các em xem từ nếu kết quả mình thi mà tốt hơn thì các em mạnh dạn đăng ký vào những ngành mình yêu thích mà trước đó mình mơ ước, nhưng hiện nay mình chưa mơ ước. Ví dụ như y khoa là cho các em mơ ước, nhưng các em hiện nay thi được 26-27 điểm thì các em có thể mạnh dạn đăng ký vào y khoa được. Ngày trước các em sẽ 21-23 thì các em ngại. Đương nhiên cũng có những em điểm thi không cao thì các em cân đối rất kỹ để chuyển vào những cái nguyện vọng ở mức độ vừa phải, cái ngành vừa phải. Nhưng một trong những quyết định quan trọng nhất là các em phải xác định điều kiện học tập và cơ hội việc làm. Bởi vì cái đầu vào cũng chỉ là một trong những yếu tố quyết định đến cái quá trình học và tương lai. Còn quan trọng là quá trình học thì Đại học Huế đã phục vụ các cái cơ sở vật chất, đội ngũ, đội chuẩn đầu ra mọi cái. Và các em phải cố gắng rất nhiều trong trình học thì các em mới được cái đạt được cái yêu cầu tốt nhất để vào các cái cơ quan sử dụng lao động. Và một lần nữa xin cảm ơn những chia sẻ của ông ngày hôm nay. Thưa quý vị, tại kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2019, Thừa Thiên Huế xếp thứ 27 trên 63 tỉnh thành về phổ điểm các môn thi. Vị trí này phản ánh đúng năng lực học tập của các học sinh phổ thông, trong đó có 9 thí sinh đạt điểm 10 các môn thi. Các em thực sự là những tấm gương tiêu biểu trong học tập và rèn luyện. Phóng sự sau, mời quý vị cùng gặp gỡ một số học sinh đạt thành tích cao tại kỳ thi năm nay. Đạt điểm cao trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm nay, Lê Thị Kiều Trinh, nữ sinh trường Trung học Phổ thông Nguyễn Đình Chiểu, xã Phong An, huyện Phong Điền, vẫn chưa hết cảm giác bồi hồi, hạnh phúc khi với số điểm này, ước mơ trở thành sinh viên trường Đại học Ngoại thương Hà Nội của em đã đến rất gần. Sinh ra và lớn lên tại vùng quê nghèo, gia cảnh Kiều Trinh cũng khá vất vả. Thế nhưng, bằng nghị lực vượt khó của mình, Trinh nhiều năm liền đạt thành tích cao trong học tập, nhất là môn tiếng Anh với bảng thành tích có thể gọi là khủng của một cô học sinh trường làng. Giải nhất môn tiếng Anh cấp tỉnh lớp 12, giải nhì hùng biện tiếng Anh cấp tỉnh lớp 12, giải khuyến khích môn ngữ văn cấp tỉnh lớp 12, á quân của cuộc thi hùng biện tiếng Anh quốc tế EF Challenge. Em nghĩ là để học tốt môn tiếng Anh cũng như là các loại ngôn ngữ khác thì mình phải bắt đầu bằng sự đam mê trước. Thì khi có đam mê thì quá trình của mình sẽ trở nên chủ động hơn. Và em học tiếng Anh thì không phải là như là một môn bắt buộc trên lớp, mà em học trong thời gian rảnh rỗi của em, như kiểu là một cái sở thích của em á. Thì em có thể coi phim, có thể nghe nhạc, em có thể đọc báo bằng tiếng Anh, cho nên kiến thức của em sẽ nhiều hơn so với những cái kiến thức thầy cô cung cấp trên trường lớp. Cho nên là trong khi mà làm những cái bài tập hoặc là những cái đề thi thì mình cũng sẽ chủ động kiến thức hơn, tự tin hơn. Cũng là một trong những học sinh đạt điểm 10 trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm nay, điểm 10 môn sinh của Nguyễn Hoàng Quân, trường Trung học Phổ thông chuyên Quốc học, cũng góp phần giúp em trở thành thủ khoa khối B, toán, hóa, sinh. Đáng kể hơn, tập thể lớp 12 hóa 1 của Quân cũng có thành tích khá đáng nể khi lớp có 25 em, thì có đến 2 em được chuyển thẳng vào đại học, 18 em có kết quả điểm xét đại học trên 25 điểm. Thủ khoa khối B và có điểm thi cao nhất tỉnh Thừa Thiên Huế trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia cũng ở lớp này. Học cùng nhau, giúp nhau tiến bộ qua từng bài giảng, thường xuyên tranh luận để bổ sung kiến thức cho nhau, học hỏi kinh nghiệm về cách học lý thuyết, cách trình bày bài sao cho khoa học, chính là bí quyết thành công của tập thể lớp đặc biệt này. Trong quá trình học thì em cũng thừa nhận là em không phải là người chậm nhất, là các bạn chậm hơn em nhiều, nhưng mà kiểu em chỉ có các phương pháp với là các kỹ thuật để làm mình nhanh hơn á, là kiểu đúng cái mục tiêu mình đề ra thôi. Hầu hết các bạn đều rất là vui vẻ và phấn khởi. Một phần thì các bạn cũng đã biết được, tương đoán được cái thứ tự của mình trước đó rồi. Nhưng mà sau khi biết điểm thì niềm vui nó cũng được nhân lên rất là nhiều.
Trong quá trình học thì tụi em giống như là luôn giúp đỡ lẫn nhau. Nếu có một bài khó mà có một người không hiểu thì có thể tìm một bạn khác để giảng giải, giúp đỡ nhau, cùng nhau tiến bộ. Hoặc nếu nhiều bạn không hiểu thì cũng có thể cùng nhau đưa lên cho giáo viên giảng. Rồi sau đó đưa cái cách giải thông dụng hơn để mọi người cùng hiểu bài đó. Đạt thành tích cao trong mỗi một kỳ thi luôn là niềm vui lớn của các em học sinh, đó là quả ngọt cho những nỗ lực của các em suốt quãng đời trên ghế nhà trường. Và trong niềm vui đó, các em càng mong muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, bạn bè trước khi sống quãng đời sinh viên. Và tin rằng những hoa điểm 10 của Thừa Thiên Huế sẽ không chỉ dừng lại ở những thành tích mình đã đạt được, mà sẽ tiếp tục thành công hơn nữa trong những năm học đại học sắp tới của mình. Tiếp tục chương trình với những thông tin kinh tế. Báo cáo của Công ty Cổ phần Dệt may Huế cho biết, trong 6 tháng năm 2019, giá trị xuất khẩu của doanh nghiệp đạt trên 47,3 triệu đô la Mỹ. Lãnh đạo doanh nghiệp cho biết, hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị gặp không ít khó khăn trong những tháng đầu năm 2019 do những biến động của nền kinh tế thế giới và khu vực. Những tác động từ chính sách thương mại hai nước Mỹ-Trung đã làm cho nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn, nhất là trong lĩnh vực dệt may. Đơn hàng và việc kiểm soát đơn hàng gặp khó, giá cả biến động và cạnh tranh khốc liệt hơn. Trước những khó khăn đó, Công ty Cổ phần Dệt may Huế vẫn nỗ lực vượt qua, hoàn thành 50% kế hoạch năm. Ngoài ra, để tồn tại trong giai đoạn khó, công ty này cũng đã ngày càng đa dạng hóa sản phẩm và mở rộng thị trường xuất khẩu sang Nhật Bản. Năm 2019, dự kiến giá trị kim ngạch xuất khẩu của Công ty Cổ phần Dệt may Huế đạt 96 triệu đô la Mỹ. Được biết hiện nay, Công ty Cổ phần Dệt may Huế có 5 nhà máy may, trong đó tại Huế 4 nhà máy, 1 nhà máy ở tỉnh Quảng Bình, 1 nhà máy dệt nhuộm và 1 nhà máy sợi với tổng lao động khoảng 5.400 lao động. Cũng trong lĩnh vực xuất khẩu, nửa đầu năm 2019, sản phẩm chế biến từ gỗ của các doanh nghiệp tại Thừa Thiên Huế có giá trị kim ngạch xuất khẩu tăng khá so với cùng kỳ các năm trước. Trong đó, Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Phú Bài là đơn vị có giá trị xuất khẩu khá. Trong 6 tháng năm 2019, giá trị kim ngạch xuất khẩu của Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Phú Bài đạt hơn 1,3 triệu đô la Mỹ. Hầu hết sản phẩm của doanh nghiệp này là bàn ghế ngoài trời, được xuất sang thị trường chủ yếu là Mỹ và các nước châu Âu. Ngoài sản phẩm xuất khẩu bàn ghế ngoài trời, hiện nay công ty cũng đã đa dạng hóa sản phẩm với cả mặt hàng nội thất xuất sang thị trường Mỹ. Theo kế hoạch năm nay, công ty sẽ đạt được giá trị kim ngạch xuất khẩu khoảng 3 triệu đô la Mỹ. Để đạt được mục tiêu này, hiện nay, công ty đầu tư hơn 4 tỷ đồng để trang bị nâng cấp lò sấy và nồi hơi. Hệ thống thiết bị này đi vào vận hành sẽ nâng công suất sản phẩm đáp ứng nhu cầu cho đối tác xuất khẩu. Chương trình sẽ được tiếp tục với những thông tin khác. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức phát động phong trào thi đua với chủ đề Cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh thi đua thực hiện văn hóa công sở, xứng danh bộ đội Cụ Hồ. Theo đó, thời gian thi đua từ ngày 15 tháng 7 năm 2019 đến ngày 2 tháng 9 năm 2025 gồm các mục tiêu chỉ tiêu, 100% cơ quan đơn vị, nhà trường và 100% cán bộ chiến sĩ chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội và các quy định về văn hóa công sở, xây dựng cơ quan đơn vị có môi trường làm việc dân chủ, thân thiện, tạo điều kiện cho cán bộ chiến sĩ phát huy trí tuệ, năng lực, đẩy mạnh cải cách hành chính, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, thực hành tiết kiệm, chống tham ô lãng phí. Cán bộ chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, không dao động trước những khó khăn, thử thách, không ngừng học tập nâng cao trình độ về mọi mặt, thi đua, làm hết việc, không chỉ làm hết giờ. Để thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, nhà trường và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết thống nhất, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao. Thông tin từ Ban tổ chức Festival Huế cho biết, so với những kỳ trước đây, Festival Huế lần thứ 11 sẽ diễn ra sớm hơn và cũng có nhiều điểm mới. Kỳ Festival lần thứ 11 cũng đánh dấu tròn 20 năm Thừa Thiên Huế tổ chức sự kiện văn hóa du lịch mang tầm quốc gia và quốc tế này. Theo Ban tổ chức, Festival Huế lần thứ 11 sẽ diễn ra từ ngày 1 đến ngày 6 tháng 4 năm 2020. Với chủ đề di sản văn hóa với hội nhập và phát triển, Huế luôn luôn mới. Festival Huế lần này dự kiến có sự tham dự của 20 quốc gia ở 5 châu lục, trong đó Cộng hòa Pháp vẫn là đối tác chính. Cũng theo ban tổ chức, festival lần này đặc biệt quan tâm đến việc đa dạng hóa loại hình nghệ thuật, cả truyền thống và đương đại, lựa chọn các đoàn nghệ thuật tiêu biểu, độc đáo, chất lượng từ các festival quốc tế và cả cuộc thi tài năng nghệ thuật trên thế giới của các quốc gia có nền văn hóa đặc sắc, phù hợp tiêu chí nghệ thuật của Festival Huế. Bên cạnh đó cũng chú trọng về những lễ hội, hoạt động mang tính cộng đồng cao, đáp ứng nhu cầu thưởng thức đa dạng của công chúng và du khách đến Huế trong dịp này.
về đối tác trong nước, dự kiến có sự tham dự của các đơn vị nghệ thuật trung ương do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch trực tiếp quản lý, nhóm 3 địa phương kết nghĩa Hà Nội, Huế, Thành phố Hồ Chí Minh. Nhóm nghệ thuật và ca sĩ độc lập có tính đặc thù, có chất lượng nghệ thuật cao ở mọi vùng văn hóa, phù hợp với yêu cầu nội dung Festival Huế 2020. Sau quá trình thu thập tư liệu, biên soạn và in ấn, tập sách về truyền thống văn hóa và đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân phường Thủy Xuân giai đoạn 1930-2015 đã được Đảng bộ phường Thủy Xuân giới thiệu tại lễ công bố và phát hành sách vào ngày hôm qua. Với 6 chương, tập sách cung cấp cho độc giả thông tin về vùng đất con người Thủy Xuân cùng những dấu ấn văn hóa và đặc biệt là chặng đường lịch sử đầy gian khổ hy sinh nhưng rất hào hùng trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Cán bộ, quân và dân Thủy Xuân đã luôn sát cánh cùng với nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, nhất là hai địa phương Hương Thủy và Thành phố Huế, lập nên những chiến công vẻ vang, góp phần vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân mà Thủy Xuân được phong tặng vào năm 1995 chính là sự ghi nhận của Đảng và Nhà nước về những đóng góp quan trọng đó. Tự hào với bề dày lịch sử, văn hóa truyền thống, từ sau ngày giải phóng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủy Xuân tiếp tục chung sức đưa Thủy Xuân phát triển toàn diện. Những kết quả đó được ghi lại trong chương 6, khép lại cuốn sách dày gần 250 trang này. Ấn phẩm ra đời không chỉ góp thêm nguồn tư liệu quý về vùng đất con người Thủy Xuân mà còn góp phần bồi đắp tình yêu quê hương cho thế hệ trẻ. Đồng thời, cũng biểu hiện sự tri ân sâu sắc đối với những đóng góp của các thế hệ đi trước để cùng chung sức xây dựng một Thủy Xuân phát triển như hôm nay. Thông tin thời tiết ngày hôm nay cũng sẽ khép lại chương trình Huế ngày mới sáng nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thời tiết tại Thừa Thiên Huế ngày hôm nay, do chịu ảnh hưởng của rìa nam rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn, nên ngày duy trì nắng nóng trên diện rộng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông, cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ dao động từ 25 đến 37 độ, độ ẩm 56 đến 60%. Thời tiết biển có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, sóng biển cao từ 0,5 đến 1,5 m.